xin chào tất cả các em đã đến với kênh của anh TPR Đồ Chơi. Yeah! Một ngày mới, anh TPR chúc tất cả các em có một ngày thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều năng lượng. Và chúc mừng các em đã xem được video hay nhất này. Các em ơi, các em có nhìn thấy một thế giới đồ chơi anh TPR đã xếp ra đây không? Wow, bây giờ mình sẽ cùng xem là có những gì nhá. Wow, rất là nhiều xe công trình ở đây luôn. Wow, bên này các em nhìn thấy gì không? Wow, rất là nhiều những chiếc máy xúc nhiều màu sắc. Có bạn nào yêu máy xúc và thích những chiếc máy xúc này giống anh TPR không? Nhớ là comment vào video nhá. Wow, ở đây là những bạn xe tí hon, đó là Super Wing, biệt đội siêu đẳng, những chú chó cứu hộ. Wow. Và cuối cùng là một hàng rất nhiều những bạn xe tải. Các em có biết những bạn xe tải này có khả năng chở cát cực kỳ mạnh không? À, hôm nay anh TPR đồ chơi như mọi khi sẽ cùng với các em trải nghiệm một thử thách, một cái trò chơi mà đảm bảo là các em chưa từng bao giờ chơi luôn. Đây, 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 các em có nhìn thấy cái gì không? Ở đây, anh TPR đã chia ra làm 4 nhóm xe. Đấy, từng nhóm xe một nhá, sẽ ngồi lên tấm xốp này. Đó, và anh TPR sẽ kéo những chiếc xe đó đi với tốc độ cực kỳ cao các em nhá. Và trải qua những cái chướng ngại vật. Sau khi trải qua những cái chướng ngại vật, cái nhóm xe nào mà còn lại nhiều xe nhất, không bị rơi rụng ra khỏi tấm xốp, sẽ giành chiến thắng nhá. Các em ơi, tất cả những chiếc xe ở đây sẽ lần lượt phải trải qua. Đầu tiên là con dốc này. Đấy, tất cả các xe sẽ bay qua con dốc này. Đi đến đây phải đi qua cái ta luy cát này nhá, không được tránh ra. Sau đó đây, phải lao thẳng vào cái tấm gạch này. Đấy, thế mới là thử thách chứ. Sau đó tất cả các xe phải lao xuống con dốc sâu này. Wow, cực kỳ là nguy hiểm luôn đó. Và đi qua con đường này. Đấy, cái khe rất nhỏ nhá, phải đi qua. Và cuối cùng kia, nơi anh để chiếc xe này chính là điểm đích. Đó, đội nào về được đây trước và vẫn còn nhiều quân số sẽ giành chiến thắng nhá. Bây giờ chúng mình cùng thử thách nào. Và đây chính là biệt đội đầu tiên tham gia vào cuộc đua này các em ạ. Nào, xin chào các bạn, tớ là Robocapoli đây. Bạn Robocapoli cực kỳ ngầu và đẹp trai các em ạ. Tiếp tục, tớ cũng là Robocapoli màu xanh đây. Tất cả những bạn này là do anh TPR đồ chơi mới mua nha các em nhá. Mới tinh luôn đấy. Tớ là máy xúc đây. Tiếp tục nào, biệt đội máy xúc, lần lượt các cậu sẽ lên trên đây nào. Anh TPR đồ chơi ơi, bọn em đã sẵn sàng rồi. Ok, khi bọn em nói sẵn sàng, chúng mình cùng khởi động nào. Vậy là tất cả các bạn máy xúc đã rơi rồi. Không vượt qua được thử thách. Phần thi của các bạn máy xúc đã trải qua rồi. Các em đánh giá như thế nào? Các em có thấy thú vị và ấn tượng không? Bây giờ, đó, bây giờ là các xe công trình, xe trộn bê tông, xe chở thú. Các em có dự đoán là những bạn xe này có cái phần trình diễn còn đẹp hơn mấy bạn máy xúc không? Bây giờ nha, anh sẽ lần lượt cho các bạn ấy lên. Tớ là xe chở thú đây. Còn tớ là xe chở bồn bê tông đây. Tớ là xe quân đội đây. Tớ là xe cứu hỏa, xe chở nước đây. Wow. Wow, các bạn ơi, các bạn thấy tớ xếp thành 3 tầng có đẹp không? Rất là đẹp rồi. Vậy thì anh TPR mời các em bám thật chắc vào, mình bắt đầu cuộc hành trình. Các bạn đã
rơi mọi người. Các em ơi, đó, xuống dốc rơi này, rơi giữa đường này và rơi ngay đầu dốc. Vậy là những bạn xe tải quá cồng kềnh các em ạ, nên là không thể trụ qua được phần thi này thôi. Wow. Các em ơi, vậy là hai bạn đội xe đã thi rồi. Wow. Mà vẫn chưa bạn nào thành công, vẫn chưa bạn nào về đích được. Vậy thì đây. Những biệt đội xe cứu hộ này, biết đội siêu đẳng này nhá các em nhá. Tuy các bạn ấy bé thôi nhưng mà kỹ năng, trình độ và những cái sức mạnh thì cực kỳ lớn, đúng không các em? Nào, xin mời các bạn, chú chó cứu hộ. Đó là chú chó cứu hộ đây. Phần thi này nhá, chúng tớ nhất định sẽ chiến thắng, bởi vì chúng tớ có thể hình nhỏ con. Tớ tin là bọn tớ sẽ bám trụ ở trên cái tấm bè này của anh TPR đồ chơi á, cực kỳ vững luôn ý các bạn ạ. Các bạn cổ vũ cho chúng tớ nhá. Anh TPR ơi, chiến thuật của bọn em là bám thật chắc vào thành. Được rồi, vậy thì phần thi của các bạn sẽ tí hoa này bắt đầu. Wow, đầu tiên bạn ấy hạ cánh cực kỳ đẹp các bạn ơi. Phần thi này thì đã bị một vài bạn bị trượt rồi. Nào, phần thi này cực khó đấy, các bạn ơi, cố lên. Thành công các bạn ơi. Đúng là các bạn xe tí hon này nhỏ nên bám chắc các em ạ. Đấy, các bạn ấy đã về đích thành công mà còn tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bạn. Vậy là phải chờ kết quả của bạn xe tải nữa, xem là liệu các bạn xe tải có giành chiến thắng với số lượng nhiều hơn các bạn xe con này không nhá. Wow, các bạn ơi cố lên, các bạn xe tí hon đã giành chiến thắng đấy. Chúng mình cố giữ được quân số đông nhá, bởi vì chúng mình là những chiếc xe tải đoàn kết. Chúng mình sẽ thật là đoàn kết để chiến thắng các bạn xe tí hon nha các bạn nhá. Anh TPR đồ chơi ơi, bọn em đã sẵn sàng. Được. Anh cũng sẽ cổ vũ cho bọn em để giành chiến thắng với các bạn ý. Chúng mình cùng bắt đầu nào. Đã có những chiếc xe đã dụng rồi các em ơi. Ui. Wow, wow. Sau vòng này chỉ còn 2 bạn. Ui. Ui, chỉ còn 1 bạn thôi, mình sẽ cố lên. Các em ơi, vậy là những bạn xe này to quá, hay là không thể trụ nổi qua phần thi này. Vậy là người vô địch đã tìm ra rồi, đó là những chiếc xe tí hon ở đằng kia. Wow, các em ơi, nhà vô địch thì mình đã tìm thấy rồi. Nhưng mà trong quá trình gọi là thi đấu, các bạn ấy bị đổ rong ra khắp nơi các em ạ. Theo các em ấy thì có bạn xe nào bị hỏng không? Anh TPR đồ chơi nghĩ rằng nhá, nhất định có xe nào đó bị hỏng. Do đó anh TPR đồ chơi quyết định là sẽ đi tìm các bạn đồ chơi bị hỏng để đấy. Anh vừa mới nói xong đấy chưa, các em nhìn thấy này, một chiếc xe bồn trộn bê tông đã bị hỏng rồi các em ơi. Đây này, bánh xe của bạn ý rơi hết ra rồi. Anh TPR đồ chơi sẽ phải thu lượm chiếc xe này về để sửa chữa. Nào, chúng mình cùng nhau đi tìm tiếp. Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Đây. Ôi, trời ơi, một chiếc xe Robocar Poli các bạn ơi, các em ơi. Bánh của bạn ý bị rơi hết ra rồi. Anh cũng sẽ thu lượm về để anh sẽ tiến hành là sửa chữa nhá. Tiếp tục mình đi tìm nào. Chỗ kia có một chiếc nhưng mà không bị hỏng. Chỗ này nhiều xe này nhưng mà... có một bạn ở xa. Ôi, các em ơi, bạn máy xúc này bị hỏng mất rồi. Bạn ý bị bong hết, bị rơi hết cả cái bánh xe ra này các em này. Đấy, bạn máy xúc màu cam. Bây giờ nhá, anh TPR đồ chơi mời các em cùng về sửa chữa nhá, lắp ráp lại. Ây da, đây rồi các em ơi.
anh TPR đồ chơi nhá, thấy các bạn xe bị rơi ra đáng thương quá các em ạ, nên là anh sẽ quyết định là lắp ráp các bạn ấy lại và sau đó nhá vận hành. Đó, bây giờ anh sẽ lắp ráp bạn này trước, bạn máy xúc trước. Nào bạn máy xúc ơi, tớ sẽ lắp ráp bạn để bạn có thể đi múc cát trở lại trạng thái bình thường nhá, bạn máy xúc nhá. Ây da. Các em ơi, cái gầu của bạn máy xúc đã được anh TPR đồ chơi lắp lại rồi. Đây, có thể múc cát bình thường rồi. Ôi. Nào, bạn này à, bạn xe. Bạn Robocar Poly, bạn này là một bạn xe bồn chở bê tông các em ạ. Đấy, anh sẽ lắp cái bồn chở của bạn ấy vào. Đó, lại xoay bình thường rồi các em ơi. Anh để tạm vào đây. Wow. Các em ơi, hôm nay anh TPR đồ chơi mời các em trải nghiệm một cái thứ cực kỳ thú vị luôn. Anh sẽ không lắp nhá những chiếc bánh xe của các bạn ý vào đâu, mà anh sẽ thay đổi đi một chút. Thay đổi như thế nào? Các em hãy nhìn đây, anh biến hóa này. Các em có so sánh được không? Anh sẽ thay những chiếc bánh xe nhỏ xíu này của các bạn bằng những chiếc bánh xe khổng lồ này. Và sau đó chúng mình sẽ cùng trải nghiệm xem là các bạn ấy có chạy được với những cái bánh xe khổng lồ này không nhá. Wow, nhìn những chiếc bánh xe khổng lồ này tạo cho anh một cái cảm giác cực kỳ hứng thú các em ạ. Không biết các em có giống anh không? À, bây giờ nếu mà các em háo hức thì các em sẽ cùng anh để lắp nhá. Nào, chiếc xe Robocar Poly này anh TPR đồ chơi sẽ cho lắp một chiếc bánh khổng lồ vào phía sau các em nhá. Sang đây rồi, anh sẽ lắp chiếc bánh thứ hai vào. Wow, đã hoàn thiện rồi các em ơi, đã hoàn thiện rồi, trông nó rất là ngầu luôn. Và anh TPR đồ chơi chỉ lắp bánh sau thôi, phần trước này tí nữa anh sẽ móc sợi xích vào anh kéo và vận hành thử nhá. Bây giờ anh thấy là vận hành khá là ok rồi đấy. Đấy, anh thử đủ này. Tiếp theo đó, anh sẽ lắp cái bánh này của máy xúc không thể tháo ra được, anh sẽ lắp bánh trước cho máy xúc em ạ. Sang rồi em ơi, bây giờ anh sẽ lắp bánh vào. Wow, vậy là hoàn thiện chiếc máy xúc với chiếc bánh khổng lồ rồi các em ơi. Các em nhìn bánh lăn ngầu chưa? Tiếp theo, chiếc xe cuối cùng là chiếc xe bê tông. Anh cũng sẽ lắp bánh sau. Nhìn các em nhìn này. Sau đó anh TPR đồ chơi sẽ lắp bánh vào. Bây giờ đây là hình thù của chiếc xe bê tông này các em này. Các em nhìn có ngầu chưa? Các bạn ơi, các bạn nhìn tớ này. Cái bánh xe của tớ này cực kỳ thú vị luôn nhá. Tớ mời các bạn trải nghiệm cùng. Trời ơi, cái bánh xe địa hình này á, có mà chạy tất cả các địa hình luôn. Chạy cái bánh xe này á, còn thích hơn cái bánh xe gốc của tớ các bạn ạ. Các bạn ơi, tớ là máy xúc đây. Xin mời các bạn trải nghiệm bánh xe khổng lồ với máy xúc tớ nhá. Ui dồi ôi, cái bánh xe này to rồi, tớ quá các bạn ạ. Trải nghiệm ạ. Quả lá đi, cái địa hình phê luôn. Nào, lên cả. Các bạn ơi, tớ là xe bồn bê tông đây. Nhìn cái bánh xe của tớ, tớ rất là muốn trải nghiệm xem là có chạy nhanh không đây. Các bạn cổ vũ cho tớ nhá. Phê cực kỳ luôn ấy, tốc độ cực kỳ cao luôn. Với cái bánh này này các bạn này, đã bạn nào chơi thử như vậy chưa? Đảm bảo là chưa đúng không? Các em cảm thấy những chiếc siêu xe sau khi chế bánh của anh TPR đồ chơi vào như thế nào? Video ngày hôm nay đã kết thúc rồi các em ạ. Anh nghĩ rằng các em đã có một video rất là thú vị. Ngoài việc tạo ra những chiếc xe cực kỳ mới lạ để trải nghiệm cùng các em,
thì anh nghĩ rằng anh TPR đã cho các em trải nghiệm cảm giác cực kỳ là phấn khích khi mà xem những chiếc xe đi qua chướng ngại vật và rơi khắp nơi như thế này. Thế giới xe của anh TPR đồ chơi sẽ còn được bồi đắp thêm rất nhiều những chiếc xe nữa. Chỉ cần các em hãy ủng hộ anh hàng ngày nhá. Bật kênh TPR đồ chơi lên xem nha các em nhá. Anh TPR luôn chúc các em sẽ trở thành những người có ích, những người tốt và luôn luôn nhiều niềm vui trong cuộc sống nhá. Nhớ hãy là nghe lời bố mẹ thầy cô nha các em nhá. Bây giờ anh cảm ơn các em đã xem video. Bye bye các em.